chó nghiệp vụ theo bên cạnh thực hiện các động tác vận động khom cao, khom thấp, quỳ, nằm chiến đấu, bò, toài chiến đấu, tấn công, đánh bắt đối tượng. Các động tác này được vận dụng ở nhiều loại địa hình, địa vật, khoảng cách, cự ly, điều kiện thời gian, thời tiết khác nhau nhằm đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ trong tiếp cận mục tiêu. Quan sát cán bộ chiến sĩ vận động chiến thuật kết hợp điều khiển chó nghiệp vụ vượt qua các loại địa hình, vật cản tấn công, khống chế, bắt giữ đối tượng có sử dụng vũ khí chống trả. Đội hình vận động được chia làm 3 tuyến. Tuyến thứ nhất gồm 2 cán bộ huấn luyện sử dụng vũ khí điều khiển chó nghiệp vụ bò qua hàng rào dây thép gai, nhanh chóng vọt tiến vượt qua mô hình đường mấp mô, cầu canh giữa, cầu đơn, chiếm lĩnh điểm cao, lợi dụng địa hình, địa vật tấn công trấn áp đối tượng. Tuyến thứ hai gồm 3 cán bộ huấn luyện sử dụng vũ khí điều khiển chó nghiệp vụ đi giữa hai chân, bò giữa hai chân cán bộ huấn luyện để vận động vượt qua các khu vực có đường nhỏ hẹp, phục kích tấn công trấn áp đối tượng. Tuyến thứ ba gồm 2 cán bộ huấn luyện sử dụng vũ khí điều khiển chó nghiệp vụ vượt qua cầu dốc, mô hình đường mấp mô, cầu cao, phục kích tấn công đánh bắt đối tượng. Đây là những chướng ngại vật thường xuyên gặp phải trong thực tiễn chiến đấu. Trước những rào cản nguy hiểm trông gai như vậy, nhưng bằng sự bản lĩnh, khả năng cơ động, cán bộ chiến sĩ đã huấn luyện thuần thục những chú chó nghiệp vụ vượt qua từng chướng ngại vật một cách nhanh chóng, dứt khoát, nhịp nhàng và tấn công, khống chế, bắt giữ đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn. Công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ công an nhân dân là nhiệm vụ mang tính chất đặc thù, nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại, rất vất vả, thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy có thể dẫn đến thương tích. Nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu, cán bộ chiến sĩ đã huấn luyện tài ba những chú chó nghiệp vụ trở thành binh chủng đặc biệt của lực lượng công an nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.